Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu bộ 4 nồi áp suất với kích thước khác nhau của hãng Lock & Lock. Ở đây chúng ta sẽ có chiếc nồi nhỏ nhất là dung tích 3 lít. Nồi lớn hơn là có dung tích 4 lít. Hai nồi này thì có hình dạng tương tự nhau. Tiếp theo là cái nồi 6 lít với thiết kế cao hơn và cái nắp cũng khác. Và chiếc nồi to nhất là nồi 7 lít. Thì tùy nhu cầu chúng ta sẽ chọn cái nồi có kích thước phù hợp và chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn với từng cái nồi một. Đây là chiếc nồi 3 lít. Nồi này có mã là LID1182. Và đây là thông số chi tiết của chiếc nồi này, được sản xuất tại Trung Quốc và là nồi được làm bằng chất liệu inox 304, chống rỉ rất là tốt. Về cấu tạo thì cũng khá giống với cái nồi thông thường. Tuy nhiên là cái vỏ sẽ dày hơn và phần nắp thì có gioăng cao su và khóa để đảm bảo áp suất bên trong. Ở giữa đây chúng ta sẽ có van này để xả áp khi các bạn muốn tháo ra nhanh. Còn muốn mở ra chúng ta sẽ phải ấn cái khóa màu đỏ đấy ạ. Và xoay theo chiều ngược kim đồng hồ để mở nắp ra. Và đây phía trong lòng nồi. Bên trên này cũng có một số cấu tạo về van an toàn. Tức là khi mà quá áp suất nó sẽ từ xì ra. Đây lòng nồi chúng ta sẽ có cái phần vạch để biết là cho mức nước min và max khi nào, rất là dày dặn. Và muốn đóng lại chúng ta sẽ vặn thuận chiều kim đồng hồ vào đúng cái khe của nó là nó sẽ cạch một cái xong. Phía dưới này thì có thông tin của sản phẩm, chúng ta có thể dùng được với tất cả các loại bếp, từ bếp từ, bếp ga, bếp điện, vân vân. Nếu các bạn cần nồi to hơn một chút thì chúng ta có cái nồi LID2182 với dung tích là 4 lít. Còn cấu tạo thì giống hệt thôi, cũng có cái gì ạ, có hai cái tay cầm và nó chỉ cao hơn. Hay mở ra chúng ta sẽ bấm nút màu đỏ và vặn ngược chiều kim đồng hồ. Về lòng nồi cũng tương tự, không có gì khác biệt cả, chỉ là nó cao hơn thôi nên chúng ta sẽ nấu được nhiều hơn một chút. Đáy nồi vẫn là đáy 3 lớp và dùng được với tất cả các loại bếp. Đây là chiếc nồi 4 lít, nồi áp suất. Đóng nắp vào thì chúng ta cũng vặn thuận chiều kim đồng hồ, cạch một cái là xong. To hơn thì chúng ta có nồi 6 lít, còn mã là CCP226SLV. Do dung tích lớn gấp rưỡi nên cái nồi này cao hơn. Và phần nắp cũng có thiết kế khác biệt hoàn toàn. Chúng ta có tay cầm bằng nhựa hai bên, có phần nút đóng và mở cái nắp áp suất. Và có cái van điều chỉnh xả, kèm theo là điều chỉnh mức áp suất ở trong. Ở đây có 3 chế độ, đây là xả này, số 1 và số 2, tức là tăng dần áp suất ạ. Để mở ra thì các bạn để xả áp suất và bấm nút mở khóa. Khi bấm mở khóa thì chúng ta có thể nhấc cái nắp này ra rất dễ dàng. Đây là phía trong của cái nắp áp suất. Và trong lòng nồi chúng ta sẽ có cái vạch chia. Phần đáy nồi được in chìm thông số của nồi và thông số của chất liệu. Rất là dày dặn đúng không ạ? Còn đóng vào chúng ta chỉ đậy vào sau bấm nút khóa. Thế là đã được khóa chặt. To hơn nồi 6 lít, chúng ta sẽ có nồi 7 lít, có mã là CCP227SLV. Nó cao hơn cái nồi 6 lít một chút. Còn phần nắp thì cũng giống như vậy, cũng có cái van xả kèm điều chỉnh áp suất. Đây, cái van này đây, chúng ta để 3 chế độ. Để mở cái vung nồi, các bạn bấm nút mở khóa. Rồi các bạn nhấc ra. Có gioăng cao su rất là chắc chắn đúng không ạ? Và trong này sẽ có vạch chia. Đây ạ, cái vạch chia theo lít. Để các bạn biết cách đong liều lượng. Đáy nồi vẫn là đáy 3 lớp, rất là dày và chắc chắn. Còn đậy lắp vào chúng ta bấm khóa nó sẽ khóa. Ok. Và đây là 4 chiếc nồi áp suất với kích thước khác nhau của Lock & Lock, đều bằng inox 304. Các nồi này có thiết kế rất đẹp mắt và cho độ bền cao. Để tìm hiểu kỹ hơn về các cái nồi áp suất của Lock & Lock, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.